Tôi cho rằng cái cuộc đấu mà thú vị nhất có lẽ sẽ là cuộc đấu giữa chị Hằng và sư Thích Minh Tấn nha bà con. À, chưa gì mới là mở màn mà tôi đã thấy là khá hấp dẫn rồi đó. Thấy không? À, khá hấp dẫn. À, sau khi sư Thích Minh Tấn lên kênh phố Bôn Sa TV và phê phán chị Hằng, phê phán cũng phải nói là khá nặng. Đấy, bà con chắc nghe rồi, tôi cũng không cần phải đưa lại. Thì chị Hằng có một cái đoạn livestream nói về sư Thích Minh Tấn ha. À, cũng khá là hấp dẫn. Đấy không? Có lẽ là tôi mở cái đoạn của chị Hằng nói về sư Thích Minh Tấn cho bà con mình nghe xíu ha. Nhiều người nghe rồi nhưng mà cũng nên mở lại xíu nha bà con. Sẽ đóng góp nhiều hơn, cậu không ủng hộ tôi phép gọi bằng anh đi nha, nếu mà một người sư mà tu vậy không phải là sư, Thích Du Tánh gì đó, thì bây giờ ảnh là cái nickname là Thích Du Tánh đúng không, thì thôi là tôi cái nickname là Thích Anh Ghê. Thích Anh Ghê, bây giờ mọi người là phải gọi tôi là chị Hằng không phải nha, là Thích Anh Ghê là cái nickname của tôi. Thì tôi cũng xin nói với anh một cái như nè, anh sai rồi nha, ai biểu anh đi tu gì, anh thích du tăng, anh thích du tăng không, nhưng mà thích thích tăng si đúng không, có nghĩa là em cũng thích anh ghê, em nói anh du tăng này nha, Vui rồi, du tăng hay du cơm em không biết, cũng nhưng mà vui. anh chửi em mà tới mà anh phun nước miếng ra bên ngoài là anh giận em dữ lắm đúng không, ai biểu đi tu chi, ở ngoài đời là kết em rồi, em tính là shipper dân một cái mái tóc giả nè, một cái áo đầm nè, một năm cái quần slip lọt khe nè đó, để anh lọt hai cái giấy trái dứng quanh ra ngoài cho nó mát mẻ đó. Chứ bé bên đây em bực dữ lắm rồi đúng không, nhưng mà anh chơi ngu lắm nha, chưa gì đã khai đồng bọn mình ra rồi, em mới vừa há là cái la lên cho thiên hạ biết là em với anh là cùng phe rồi, chơi ngu quá đừng có tu nữa, về với em đi. Anh nói là anh nghe nhiều người nói em là giống như làm gái đúng không, trời ơi vậy thì em nghe nhiều người nói anh cũng đi chơi gái mỗi ngày thì sao. Vui được. Bây giờ á, anh phải gọi em á, không phải là con Hằng hay là bà Hằng nữa mà là Thích Anh Ghê. Hôm qua giờ em cũng tương tư anh lắm, em tiếc anh là anh đi tu làm gì, ở ngoài đời chơi với em vui biết mấy, phải không? Anh chửi em trời ơi thiệt là nhiệt tình quá đi. Nhớ nha, phải mặc năm cái quần slip lọt khe của em đi lòi hai cái trái dứng quanh ra ngoài nhớ không? Ngực lắm rồi đúng không? Đổ mồ hôi dài đúng không? Em biết nè. Đó thì cái đoạn của chị Hằng còn dài nhưng mà có lẽ là chỉ mở nhiêu đó thôi. À, rồi xong thì sáng nay ở trên Bonsa TV đó thì sư Minh Tấn mới là trả lời phỏng vấn của kênh phố Bonsa TV. Thì sư nói là những cái món quà đó không biết là nói đùa hay nói thật, mà thấy giỡn giỡn thật thật là bảo là có nhận được rồi. À, thì ông Võ Hoàng Lân ông nói ủa nhận được thật à, được thật có đem theo đây không? Thì sư nói là có. Thì anh Vũ Hoàng Lân anh bảo là phải mở ra xem. Nhưng mà nói một hồi thì sư Minh Tấn lại là bảo rằng là nhưng mà tôi nhờ cái kênh gì đó, kênh Tiến Dũng là nó gửi trả lại rồi, à gửi trả lại rồi, gì cái gì thì gửi một mớ thì gửi cho ông Nhật Từ. Mớ thì gửi cho ông Dũng, à tức là Dũng là vui vân vân. Nói chung là nó cũng khá vui. Thì có thể chúng ta nghe tiếp một đoạn nữa của sư Minh Tấn, đoạn ngắn ngắn thôi rồi chúng ta nói chuyện ha. Sư bố đã nhận con làm con nuôi rồi, con gái nuôi, bố đã nhận con rồi, đừng kêu bố bằng anh nha con, đừng kêu bố bằng anh, con nhớ cho rõ, con hỗn láo như vậy thì con mang tội, đừng kêu bố bằng anh đó, con nói con yêu bố, nếu mà thật sự con yêu đó, đó tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh mới thật là tình yêu. Con phải open your mercy, open your compassion, love them all, even your enemy, you will be free. Con phải mở cái tấm lòng con ra, cái tình yêu nó cao thượng. Tình yêu nó có ba loại tình yêu. Thứ nhất là nam và nữ thì tràn đầy những sự dục vọng và phiền não. Tình yêu thứ hai là cho quê hương và tổ quốc. Tình yêu thứ ba là thế giới nhân loại. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh mới thật sự là tình yêu. Bố chỉ cho con về tình yêu. Đó là bố rất là yêu con, nhưng mà cái yêu của bố là cái không phải là người thường,
cái yêu rộng lớn vô biên, cái yêu mà tình yêu trang chứa trong hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Ôi, nếu khách má hồng quá muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại. Sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã sư đã đang mang một khối tình dường như thể hải với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khách nhân loại lẫn chúng sinh mới thật sự là tình yêu. Đó 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 là bố chỉ cho con, đừng đừng kêu bố bằng anh. Nói chung là nói dài lắm, nói cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà chúng ta nghe hai cái đoạn điển hình của hai hai vị thôi nha bà con. Như vậy theo tôi đây là đúng là kỳ phùng địch thủ nha. Kỳ phùng địch thủ đó. Chị Hằng và sư Minh Tánh này mà đối qua đấu lại thì tôi nghĩ rằng là sẽ hay và vui đó. Ở đây là hai nước, thấy không? Một bên ở bên nước Mỹ và bên ở Việt Nam. Do đó là nó không có cái sự e ngại gì cả, thấy không? Và cái đấu này mới hay, đấu với một người bình thường nhưng mà gọi là miệng nhà gọi là miệng nhà giàu, là có gan có thép đó, hết sức mạnh mẽ, hết sức kiên cường. Và bên kia một ông sư, và sư này không phải sư bình thường, sư nhưng mà không có chùa, gọi là du tăng đó, cũng rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường. Đó. Cũng là miệng có gan có thép dữ lắm. Cũng y chang như chị Hằng vậy chứ không phải không? Thì hai cái cuộc chơi này đó thì nó mới ngon được bà con ạ. Hai cuộc chơi này tôi nghĩ chắc chắn là chị Hằng sẽ đáp lại cực mạnh. Dĩ nhiên đây không phải là đối tượng chính, là nhân vật chính của chị Hằng nha. Nhưng mà đây là một cái đối thủ bỗng nhiên xuất hiện, nhá. Cái này là gọi là cái tình cờ thôi. Nhưng mà tình cờ mà tạo ra một cái lý thú thú vị đó trong cái cuộc đấu này đó bà con. Tôi nghĩ nếu mà chị Hằng có lựa chọn thêm ai nữa thì đấu nó không vui đâu. Chỗ này mới đấu vui. Đó. Chỗ này mới thực sự ra mới đấu vui. Mà theo tôi nó sẽ còn đấu qua đấu lại, đấu qua đấu lại nhiều nữa. Chị Hằng sẽ là đấu tiếp. Sau cái này chị Hằng sẽ đấu tiếp. Và rồi kênh phố Bonsa TV cũng là mời sư Minh Tánh lên. Để mà coi như là trả lời tiếp. Cái đó mới là những cái cuộc đấu của mà đẳng gọi là đẳng cấp về cái sự ồn ào đó bà con. Đẳng cấp về sự ồn ào đó. Chứ còn thực ra mà nói hiện nay thì tôi thấy chị Hằng không có một đối thủ nào có thể tạo ra sự ồn ào đó. Trừ sư Minh Tuệ, nếu mà chị Hằng quất sư Minh Tuệ thì cái chuyện khác. Nhưng mà cái kiểu mà hài hài vui vui này thì chỉ có sư Minh Tánh này thôi nha bà con. Cũng khá là vui đấy.